Hôm nay là thứ năm và chúng ta sẽ có chương trình thứ năm vui vẻ như thường lệ. Tuy nhiên là Thành thấy bữa giờ khuyến mãi nhiều quá rồi. Cả tháng nay có chương trình ở dưới quận 9 nè. Khi anh em tới mua hàng thì sẽ có những cái ưu đãi nè, tặng quà các thứ của các hãng. Cụ thể khi anh em mua đơn Bosch thì sẽ được giảm từ 49 tới 99 ngàn ngay lập tức. Mua máy DeWalt bất kỳ thì sẽ được giảm 69 ngàn. Mua xe đẩy Stanley được giảm thêm 5%. Và mua những cái dụng cụ máy móc sử dụng ngoài trời của Makita như là máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy thổi lá thì sẽ được giảm ngay 5%. Còn Milwaukee sẽ tặng cho anh em nhiều quà, ví dụ như là thước dây, áo mưa, nón bảo hiểm, bộ đầu vít khi mà anh em mua đơn hàng của Milwaukee. Rồi chúng ta còn có chương trình mua máy tặng pin của Milwaukee, cụ thể như sau. Khi anh em mua một thân máy M12 Milwaukee có giá dưới 3 triệu thì sẽ được tặng pin 2 chấm và một cái thước dây. Còn với máy M12 trên 3 triệu thì sẽ được tặng ngay pin 4 chấm cộng với một thước dây. Còn nếu như anh em mua máy M18 giá từ 4 triệu cho tới dưới 7 triệu rưỡi thì anh em sẽ được tặng một cục pin M18 3.2 output cộng với một bộ vít PH2 10 mũi của Milwaukee. Phần quà này trị giá khoảng 2 triệu rồi. Còn nếu mua máy M18 trên 7 triệu rưỡi thì anh em được tặng ngay một cục pin tới 8.2 output. Cục pin này rất là khủng, nó tương đương với một cục pin thường có dung lượng gần 12 Ah. Phần quà này lên tới hơn 4 triệu rưỡi lần nha anh em. Chưa hết đâu, khi anh em mua combo Milwaukee thậm chí còn được tặng cả thân máy nữa. Cụ thể, nếu như mua một trong hai combo máy mài gốc thì anh em được tặng một cái thân máy bắn vít M12 FID trị giá khoảng 3 triệu rưỡi. Hoặc nếu mua combo máy khoan pin M18 FPD2 hoặc combo máy bắn vít M18 FID2 thì anh em sẽ được tặng ngay thân máy mài gốc M18 CAG100X trị giá hơn 5 triệu. Còn nếu anh em mua combo khoan búa M18 CHX thì sẽ được tặng ngay thân máy bắn vít M18 FID2 trị giá hơn 5 triệu. Để xem chi tiết các combo này thì anh em bấm vào cái đường link Thành để ngay góc này sẽ dẫn vào website kết nối tiêu dùng nhé. Và chúng ta còn có chương trình của DeWalt mua máy tặng vali hoặc là hộp vẫn còn đang diễn ra. Cụ thể khi mà anh em mua các mã máy ở trong cái danh sách ở bên dưới đây thì sẽ được tặng một là vali hoặc là túi sách để mà anh em đựng máy nhé. Chi tiết anh em có thể xem ở trong đây và chương trình này sẽ diễn ra tới hết 30 tháng 4. Đó là rất nhiều những cái khuyến mãi hiện đang có mà muốn nhớ hết cũng mệt nữa. Cho nên là thôi, tuần này chúng ta không làm thêm chương trình khuyến mãi nữa, để tuần sau. Tuy nhiên, tuần này Thành xin đưa tới cho anh em một số những cái thông tin. Đó là sắp tới thì cái nó tiêu dùng sẽ ra một cái chuyên mục gọi là hỏi đáp. Thì anh em có bất kỳ những cái câu hỏi nào cần giải đáp thì anh em cứ để lại bên dưới phần nhận xét của video này hoặc là bất kỳ những video nào đó, nhưng mà nên để lại ở trong những cái video hỏi đáp á. Sau một hồi tổng hợp được mười mấy câu hỏi hay thì Thành sẽ làm một cái video và giải đáp tất cả những cái câu hỏi đó. Và nếu như Thành không có đủ sức giải đáp những cái câu đó thì Thành sẽ nhờ tới các cái anh kỹ thuật ở bên hãng các thứ, những người am hiểu hơn để giải đáp cho anh em nhé. Có bất kỳ câu hỏi gì thì anh em cứ để lại ở bên dưới. Và một chuyện nữa, hiện tại kênh Nơi Tiêu Dùng vẫn đang tuyển thêm 5 shipper nữa để làm việc tại chi nhánh quận 9. Cụ thể như sau. Ở vị trí này thì sẽ là nhận đơn hàng và sẽ giao hàng tới địa chỉ cho khách, phía nhận thu tiền. Một chút về tư vấn khách hàng tại chỗ thì số lượng mà bên Thành đang cần đó là 5 người với yêu cầu là nhanh nhẹn, chịu khó và là nam. Làm việc thì là giờ hành chính từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều và được nghỉ trưa 1 tiếng đồng hồ từ 12 giờ tới 1 giờ. Lương cứng là 8 triệu cộng với doanh số từng chuyến giao. Công ty hỗ trợ xe, xăng, điện thoại, cơm trưa, chỗ ở cho những người ở xa. Nếu như anh em biết ai phù hợp thì có thể giới thiệu cho cái nó tự dùng nhé. Vâng, và đó là toàn bộ chương trình thứ năm vui vẻ tuần này. Không có gì hơn. Xin cảm ơn anh em đã xem clip. Và anh em cũng đừng bỏ qua những cái khuyến mãi hiện đang có mà Thành đã giới thiệu ở đầu chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.